Xin chào các bạn. Hôm nay hai vợ chồng mình ra vườn để thu hoạch bông cải xanh nè. Bông cải san hô bự dễ sợ luôn. Giờ mình sẽ hái dưa leo ha. Dưa leo thì rất là nhiều trái luôn. Mà to khổng lồ luôn. Dạ, với lại mình sẽ lại lần kia hái một ít cà trắng với cà chua nữa ha. Hành lá nữa. Ở đây cái khu này mình hái hết. Thì bây giờ thôi đi, mình đi hái dưa leo trước cũng được. À, bữa nay mình thu hoạch cũng rất là nhiều ha. Dạ thì hái từ đầu đây hả các bạn. Thì dưa leo này hổm nguyên cái nhánh này nó qua bên nhà hàng xóm, xong mình kéo nó về thì có mấy trái nó bị đụng thì nó cong. Quá trời to hả em. Dạ cái này trước ạ. Coi nè, dưa này là loại dưa gai nhưng mà nó rất là bự. Cái này cái hạt của nó trông nhỏ lắm anh. Đây nữa nè, cái này nó quá trời bự luôn. Không quá trời to quá trời bự luôn. Cái này thì mình ăn sống rất là giòn, mà cái này mình làm có thể mình muối ngâm dưa nước tương rồi đó cũng rất là ngon. Thôi cái này thì mình chắc mình nghĩ mình hái bằng tay cho nó dễ đi ha. Nè coi nè, wow, cái trái này còn to dữ nữa, khổng lồ luôn. Wow, trời to luôn các bạn. Bữa nay mình thu hoạch là dưa leo rất là nhiều luôn á các bạn. Coi nè, wow. Wow, trời. Cái này là loại dưa Nhật á các bạn. Nhưng mà hai vợ chồng mình để nó hơi quá lứa một chút. Đúng rồi, nếu mà dưa Nhật mà các bạn muốn ăn sống á, mình ăn từ giống như trái này á, là vừa ý ngon, ngon ngon lắm á. Thôi vậy hái luôn đi, hay là để dành. Thôi để đi, để nhiều quá mình sẽ ăn không có hết. Chắc cái này mình phải làm dưa quá. Dạ đúng rồi, này chắc mình làm dưa thôi, mình ăn nước tương gì đó, nó mới ăn hết nổi ha. Thôi bây giờ em cứ vô đây em hái, em chụp ra ha. Cái này cục nè. Cái đó là dưa ngắn, đây nè anh coi nè dưới kìa. Wow, trời luôn các bạn. Cái ngắn ngắn vậy hái được hết là đây. Wow, trời. Cái đó là dưa mini nhỉ phải không? Dưa mini mà tôi nói cái nụ nó lên đây luôn sợ. Wow, trời nhiều. À, trời quá đất luôn. Cái trái nhỏ nhỏ thải ra đại đi không sao. Ở trong đây nữa anh, trời, chắc anh đây. Em không có thấy được đâu. Chặt ra không? Dưa chuột. Cái dưa này ăn mới ngon nè. Đúng rồi. Ngọt. Ồ, trên đây nữa anh nè. Thấy không? Nó sùm xê dữ lắm. Này dưa mini luôn. Mini. Nó to, nó đùng này. Coi ở cái nè. Wow, cái này mini đó. Khổng lồ rồi. Em coi kỹ không? Okay. Các bạn. Trên đây nữa nè anh nè. Wow, trời. Một rổ rồi đó. Coi nè. Wow, đã không các bạn? Đó, trái luôn. Này hái mày đã nè. Ở đây nữa nè em ơi, mấy bên kia nữa kìa. Vậy phải em phải. Dời cái cầu đi quá. Coi coi mấy dưới trước đây rồi mình hả dời. Coi coi, không, hết rồi. Rồi. Bên đây coi. Ồ, đây nè. Hái được không? Được luôn, nè các bạn. Mini luôn. Ờ, còn mấy bên kia nữa em ơi, đó. Okay. Các bạn. Ở dưới. Để coi coi. Không, dưới hết rồi. Còn trái trong đó. Trái nó nhỏ. Ốm. Còn mẹ hình như dạch cây lá dưới hình như em thấy có con trái nữa đó. Không nhỏ nè. Trái okay. Nó không nhỏ. Hết rồi. Thì cái dây đó thì nó có trái sau. Dưa mini. Wow, trời đã. Wow, trời luôn. Coi như là xong cái đám này thì cũng khỏe. Tại vì qua bên kia thì rất là dễ hái ha. Rồi, đi qua bên kia hay là mình hái cái bông này luôn đã. Qua bên kia đi. Phải đi lại nữa. Đây nè. Đây các bạn. Sát bên. Tại dưa leo thì cho nó dưa leo không hả các bạn. Năm nay là coi bằng dưa leo bội thu luôn. Đó. Nè các bạn, đây là những cái dưa leo mini mà tao nói nó hết thành mini rồi. Rồi, lật đi. Cái dưa này là dưa để làm chua nè anh. Mà sao năm nay mình trồng ít trái quá. Mà đặc biệt dưa leo mini năm nay hai chồng mình trồng rất là bội thu luôn. Dưa làm chua cũng có nhiều loại, có nhiều, có khi mình trồng cái loại khác nữa. Nè. Nhưng mà em thấy nhớ hồi năm rồi mình trồng rất là nhiều trái. Rất là nhiều luôn. Đây các bạn. Sao nó bị... Chúng nó rụng lông hết á, rụng rụng qua hết. Rụng cái tược á, cái nụ á. Các bạn, quá trời. Rồi, tới bên đây.
Thấy không? Đây. Quá trời bự ha. Này vô chuột cống. Đây nè. Nhưng mà cái này nó nó lớn lớn vậy chứ nhưng nó vẫn còn rất là non. Non lắm các bạn. Ừ. Wow, coi nè các bạn. Một rổ rồi nè. Ờ đây còn trái. Dưa này dưa Nhật nè anh à. Ừ. Dưa nó gai gốc. Nhưng mà ăn giòn lắm. Rồi. Hết chưa? Xong. Đổ một hơi hột. Đây nè. Rồi. Các bạn biết cái rổ của mình là rổ khổng lồ đó. Mà nó bự như vậy nè. Nặng không? Nặng. Mình sợ mình xách rồi nó xức luôn cái quai. Đó, thôi để nó đây đi ha. Ừ. Quá trời nhiều các bạn. Thì bây giờ mình lại mình thu hoạch hai cái bông cải này các bạn. Bông cải này bông cải san hô, bữa hổm mình trồng 3 cây lận nhưng mà nó hái hết cây rồi. Thì bữa nay mình lắc cho lá sạch hết đi. Cho nó đẹp chứ không gì hết. Lắc cái lá đó luôn. À. Con này ha. Cái này thì nó tới lứa dữ rồi anh hả? Ừ. Nhưng mà mình hái này xong chắc mấy cải có tí hon kế bên chắc mừng lắm. Rồi. Cho nó có ánh sáng không? Dạ, yeah, ok. Thì bây giờ mình thu hoạch trước cái này ha. Ồ, mình xèo ha. Ừ. À, đã quá trời luôn. Cái gốc nó rất là non. Cái gốc anh nghĩ ăn cũng được, giống như vậy. Đúng rồi. Và đặc biệt cái bông cải này các bạn, à, các bạn nào mà có trồng mình đã ăn rồi thì mình mới biết được ha. Nó giòn mà nó ngọt, nó ngon vô cùng luôn á. Ừ. Lã luôn. Này nhìn giống san hô thiệt á. Cái này nhìn nó chưa, nó còn non nè. Nó còn non. Ha. Nhưng mà tại vì mình muốn thu hoạch luôn hai cái lượt á. Không lẽ giờ mình thu hoạch một cái, bỏ lại một cái thì cũng kỳ hết các bạn ha. Ừ. Đây. Đây, hai cái bông cải ha. Này là loại cauliflower nha các bạn, không phải là cải broccoli đâu. Đúng rồi, là cái màu nó xanh này là xanh lá cây, chứ không phải xanh đậm cái giống cái kia. Hai cải đã dễ sợ không? Rồi. Xong. Cái nhìn ở đây, hành lá phải không? Hành lá. Đã không các bạn? Rồi, ở đây hành lá, cắt hết luôn hả? Ờ, thì chắc em cắt vài bụi, tại vì bữa hổm em hái một mớ rồi, thì có một mớ ở trong thì em chưa có hái. Em chưa hái lại đó. Ừ. Bây giờ mình cắt từ mé trong đi nha các bạn. Thì có nhiều bạn kêu mình tét nhưng mà thôi mình thấy cắt nó cũng tiện hơn. Thấy đường không? Không. Cắt ở giữa luôn. À, nè. Quá trời nhiều không con? Ừ. Anh cầm cho em đi. Chỉ có hai bụi thôi á. Dạ đúng rồi. Cắt thêm bụi này nữa là đủ rồi. Cắt mấy cái nào già già đây nha. Nó to đó. Để cho nó lên cái non. Đúng rồi. Mà mình trồng vô đây chứ ăn là mệt nghỉ luôn á nha. Còn đằng kia một yeah. Một chậu nữa. Bởi vậy, trồng chỉ có nhiêu đây. Cho nên là nấu cháo nhiều bỏ nhiều nhiều vô. Đúng rồi các bạn, hoặc là mình nấu canh bí rồi ha. Bỏ thiệt là nhiều canh bầu rồi á, cho nó thơm. Với lại nhà mình cũng ăn thích ăn hành. Cái gì cũng bỏ hành vô hết. Xong rồi, thì bây giờ mình lại đây mình hái ít cái cà trắng với lại cà chua nữa. Xách cái này lại luôn. Nặng quá. Em nặng quá, em tính không xách. Nè, đây cà trắng thì có mấy trái mà mình thấy nó ốm nhôm rồi. Nhưng mà mình thấy cái trái này thôi mình hái trước ha. Đó, mấy trái này, thu hoạch luôn. Anh dịnh cái lá cho em đi. Này không lấy kéo quá dễ ha. Ok. Chắc là chừng cắt tay anh á. Không cắt tay, sẽ cắt vô cái thân á. Đó, hai trái ha. Hai trái hả? Còn trái đây nữa. Và cà chua nữa phải không? Cà chua nữa. Rồi các bạn, wow, trời trái luôn anh nè. Cái này dài hơn phải không? Đúng rồi, dài mà nó ấm nhơ mà ha. Đó. Ừ. Thì cái này loại giống cái trái nhỏ nhỏ hồi năm rồi mình trồng á, ba lớn như vậy phải không? Dạ đúng rồi. Mà năm nay mình trồng cà tím ở trong cái nhà kính tốt quá trời luôn. Ừ. Bự. Rồi, cà chua. À, thì bây giờ mình hái cà chua. Thì đây nè các bạn, cà sao chua này loại màu vàng ha, bữa hổm mình trồng trên chậu đó. Này mình xuống đây. Sao em không cắt cái cuốn? Ông thu lùm món này làm khó không mà tặng. Tao phải cắt cái cuốn, lấy cái kéo cắt. Yeah. Ok, mình thì thích lắc cho nó gọn. Đó. Vậy còn... tao phải đúng như ở ngoài chợ nó bán. Thì ảnh nói là cái này là giống như là khi mình cắt thì để được lâu hơn. Anh ăn thử cái ngọt không? Thôi. Sao vậy? Em nghĩ ngọt á. Ngọt, dạ. Giờ mới ăn cơm no rồi, không muốn ăn gì hết. À, ngọt các bạn. Đặc biệt cái chảo này nhìn nó đẹp quá ha. Đẹp thiệt á ha.
nó chín màu vàng mà vàng mộng, vàng xong mộng. Rồi nó nhìn giống như trái tim vậy đó nè, quá đã luôn, rất là đẹp luôn á. À, mà trái cà này ăn rất là ngọt, nó không có vị chua. Rồi xong. Còn trái này nó bự không? Không bự, không bự luôn. Xong rồi lại đây mình coi thành quả của mình có hái mấy cái cà đỏ không? À, cà đỏ chút mình hái nhiều là đủ rồi, nhiều lắm rồi. Mình chất lại cho gọn gàng nha. Rồi đây các bạn, thành quả bữa nay một rổ luôn, chắc nặng lắm hả em? Rất là nặng luôn, tại vì dưa của mình á là dưa bự bự không à, mà nó chắc thịt nữa, nặng dễ sợ luôn các bạn. Cái này làm gì ăn cho hết ta? Cái này chắc mình ngâm nước tương quá, còn nhiều cái hành lá thì không sao ha, chỉ cái này thì mình có thể xào ăn rất là ngon. Đó, các bạn hái được một cải rất là tươi là ngon luôn. Trời mát rồi các bạn, cho nên nó đỡ nóng. Cái màu này tươi ngó đã, nhìn nó thích quá ha. Dạ, cái này mà nếu mà mình thu hoạch chung với màu tím, trời ơi, nhìn nó nổi lên đẹp lắm các bạn. Ở dưới này, cái này nó còn non nè. Cà thì vàng mỏng luôn. Dạ, nhìn đẹp ha. Dưa leo thì khổng lồ. Ừ, dễ sợ. À, thôi xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của vợ chồng mình. Nếu các bạn thích, xin bấm like, đăng ký và chia sẻ để xem những video kế tiếp nha. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye các bạn. Cải đẹp quá trời luôn. Quá đẹp luôn. Thì mặt trời nó cũng sắp xuống núi.